Mục vụ tình và sống xin kính chào quý vị. Hôm nay xin kính mời quý vị nghe bài đọc Đức tin, cơ hội của sự chối từ. Bạn ao ước tham gia đội bóng, nhưng đội trưởng lại nghĩ khác. Đầu tiên, cậu ta lựa chọn những người bạn thân nhất, sau đó là những người có khả năng ghi bàn, và danh sách cuối cùng không có bạn. Bạn thấy mình hoàn toàn có khả năng tham gia đội văn nghệ. Cả lớp bầu chọn mãi cũng tuyển được những nghệ sĩ đại diện cho lớp. Nhưng cuối cùng bạn đành ngậm ngùi làm khán giả. Nếu bạn không có năng lực, chúng ta sẽ nói về sự công bằng. Còn ở đây, bạn có năng lực, nhưng người ta vẫn có thể từ chối bạn. Viện dẫn hàng tá lý do, dáng vẻ bên ngoài, sự giàu nghèo, tôn giáo, đôi khi cả giới tính cũng bị đưa lên bàn cân. Cảm giác bị cô lập, lòng tự trọng bị tổn thương, tự dằn vặt mình có thể làm trái tim bạn tan nát. Thế giới như sụp đổ. Và có rất nhiều người quá yếu đuối đã không thể vượt qua được một lần bị bỏ rơi. Thế nhưng, không phải sự chối từ nào cũng tệ hại. Một sự từ chối cũng có nghĩa là thêm một cơ hội mới cho bạn khám phá. Khi bạn lớn lên và đi xin việc, sự từ chối có thể giúp bạn tiếp cận với những cơ hội lớn hơn trong đời mình. Một lời từ chối ở nơi này chính là con đường đưa bạn đến với một vị trí cao hơn ở một nơi khác tốt hơn. Bạn có bao giờ nghĩ thế không? Sự chối từ còn cho phép bạn tự khám phá chính bản thân mình, cho phép mình nhận ra mình cứng cỏi và bản lĩnh hơn mình nghĩ khi bạn vượt qua được điều đó. Nó còn giúp bạn nhìn nhận ra bản chất của những con người xung quanh. Đâu là những người bạn và những ai chỉ đơn giản là bè. Cũng giống như những thứ khác trong cuộc đời, bị từ chối sẽ gây ra những vết thương năm sau khác nhau. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là tất cả mọi người đều từng bị từ chối ít nhất một lần hoặc vài lần vào một lúc nào đó trong đời mình. Vì thế, nếu điều đó có đến với bạn thì hãy tin tôi, đây không phải là ngày tận thế. Vậy thì, nếu có bao giờ bị từ chối bởi một ai đó, bị loại bỏ, bị cho ra rìa trong một tập thể, ở một nơi nào đó, thì bạn của tôi ơi, xin hãy nhớ một điều, khi một cánh cửa đóng lại trước mặt bạn, nghĩa là có những cánh cửa khác đang mở ra, và những cánh cửa mở luôn dẫn đến những điều tốt đẹp. Bạn hãy mỉm cười, bước lên và đi đến đó. Câu gốc suy ngẫm: vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta và đạo tin lành mà mất sự sống thì sẽ cứu. Mác đoạn 8 câu 35. Muốn thật hết lòng. Amen.